cúng Phật, dâng các lễ Phật như nhang, đèn, hoa, quả để kính lễ Phật. Mục đích là để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một bậc thầy giác ngộ và nguyện noi theo gương ngài tu tập. Về phương diện lý thì phải dùng 5 món diệu hương để cúng Phật, ngũ phần pháp thân hương. 1. Giới hương, trang nghiêm thanh tịnh chỉ giới. 2. Định hương, thực hành thiền định không để tâm bị loạn động. 3. Huệ hương tu tập, 3 loại trí tuệ chứng ngộ chân lý thực tại. 4. Giải thoát hương, quán chiếu vô ngã để phá trừ ngã chấp, giải thoát sinh tử luân hồi. 5. Giải thoát tri kiến hương, quán chiếu các pháp cũng là vô ngã, không có thực thể tự tánh riêng biệt để phá trừ pháp chấp. Cúng Phật là để phát nguyện tâm, không nên có quan niệm. Cúng Phật là để cầu Phật ban ơn, ban phước. Xem Phật như một vị thần linh thì thực là sai lầm.